Trong hàng thập kỷ qua, công cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh của nhân loại đang dần gặt hái được những kết quả đáng kinh ngạc. Trong quá trình thám thính mặt trăng Titan của sao Thổ, tàu vũ trụ Cassini của NASA đã tìm thấy nước và dạng hỗn hợp có thể chính là những khối xây dựng sự sống giống trái đất thời kỳ sơ khai. Theo bài công bố mới trên tạp chí khoa học Astronomy và Astrophysics, nghiên cứu kết hợp giữa NASA và cơ quan vũ trụ châu Âu ESA đã cung cấp thêm một bằng chứng cực kỳ quan trọng cho thấy mặt trăng Titan của sao Thổ sống được và có thể nó chính là một phiên bản giống hệt trái đất sơ khai. Nhóm nghiên cứu đứng đầu bởi tiến sĩ Andesina Solomonido của ESA đã sử dụng dữ liệu từ bản đồ quang phổ và hồng ngoại trực quan do tàu Cassini của NASA gửi về trái đất để tìm kiếm những gì xảy ra trong các hố thiên thạch trên Titan. Họ đã tìm thấy tới 9 miệng hố có dấu hiệu hóa học rõ ràng của nước đóng băng và cả vật liệu hữu cơ. Vật liệu hữu cơ trong những miệng hố khổng lồ này nhiều đến nỗi dường như lấp đầy cả khu vực. 9 miệng hố này đều nằm ở khu vực xích đạo, nơi những cơn mưa metan dữ dội trên thiên thể không rửa trôi những thứ được sinh ra từ các vụ va chạm tiểu hành tinh và sao chổi trong quá khứ. Theo tiến sĩ Solomon Ido, phát hiện này là một định hướng quan trọng cho sứ mệnh Dragonfly của NASA, dự kiến phóng năm 2027. Điểm mấu chốt của sứ mệnh này là những robot cỡ nhỏ có hình dạng và khả năng bay giống chuồn chuồn sẽ được đưa đến đây và cho đổ bộ trực tiếp xuống bề mặt thiên thể để nghiên cứu. Với Titan, họ tin rằng vật liệu hữu cơ được xác định qua dữ liệu quang phổ chính là dạng khối xây dựng sự sống giống với trái đất thời kỳ sơ khai. Trước đó, NASA từng ví von Titan như là một phiên bản ngoài hành tinh của trái đất khi phát hiện nơi đây cảnh quan đồi, núi, sông, hồ, vân vân không khác gì trái đất, cùng một bầu khí quyển dày y hệt. Khác biệt duy nhất là sông ngòi của Titan chứa metan lỏng chứ không phải nước. Nhưng các nghiên cứu về trái đất cho thấy, từ thuở sơ khai, hành tinh của chúng ta cũng y như vậy. Các nhà khoa học cũng đã công bố một nghiên cứu cho thấy mặt trăng Titan là một trong những nơi lý tưởng để hình thành sự sống nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. Mặt trăng Titan của sao Thổ có kích thước lớn hơn cả sao Thủy. Nó cũng biết đến như là mặt trăng lớn nhất trong số 60 mặt trăng của sao Thổ. Bề mặt của Titan hiện nay được định hình bởi các con sông, hồ và lượng mưa. Trong phạm vi của sao Thổ có một đại dương khí metan với chu kỳ hoạt động tương đương với nước trên trái đất. Chính điều này khiến cho các nhà khoa học đánh giá Titan là một trong những nơi lý tưởng nhất có thể xuất hiện sự sống ngoài trái đất. Mặt trăng Titan sở hữu nhiều thứ tương tự như trái đất. Trong một nghiên cứu mới, NASA vừa công bố kết quả bất ngờ về cuộc tìm kiếm những đám mây mất tích của tàu vũ trụ thăm dò sao Thổ Cassini. Y như ở trái đất, các đám mây đã ngưng tụ thành cơn mưa hè khổng lồ rơi xuống diện tích gần 120.000 km² và đã kéo dài suốt 7 năm trên mặt trăng sao Thổ. 7 năm là thời gian tính theo thời gian trái đất. Còn ở Titan, suốt thời gian diễn ra cơn mưa vẫn là mùa hè của một năm dài bằng 30 năm ở trái đất. Cơn mưa này nằm ở khu vực cực bắc của Titan và bắt đầu rơi vào đầu mùa hè. Cơn mưa được phát hiện khi tàu vũ trụ Cassini chụp được một điểm phản chiếu thuộc bán cầu bắc. Tiến sĩ Rajani Dhingra, Đại học Idaho ở Moscow, Idaho, Mỹ, người đứng đầu nghiên cứu cho biết sau cơn mưa dài sẽ là thời kỳ bốc hơi, nước mưa sẽ trở thành những đám mây. Mùa hè của Titan là một mùa hè ẩm ướt và đầy nắng. Nước rơi xuống trong mưa là metan lỏng. Trước đó, nhiều hồ metan dạng lỏng thích hợp cho sự sống đã được tìm thấy trên mặt trăng Titan. Mặt trăng này cũng có địa hình và nhiều đặc điểm giống với trái đất, cũng bằng chứng về phân tử hữu cơ ngay trên bề mặt. NASA ưu ái gọi nó là trái đất ngoài hành tinh. Nhiều khe núi trên Titan, độ sâu nhất đạt hơn 600 mét, chứa hợp chất hydrocarbon lỏng, thứ hợp chất được tìm thấy trong các loại nhiên liệu hóa thạch,
như dầu mỏ hay khí tự nhiên. Hydrocarbon là dấu hiệu về khả năng trong quá khứ đã tồn tại sự sống trên Titan, bởi vì hydrocarbon là sản phẩm của quá trình phân hủy xác của các sinh vật. Các nhà nghiên cứu của NASA nói rằng, mặc dù môi trường trên trái đất và trên Titan rất khác nhau, nhưng có một sự tương đồng đáng ngạc nhiên giữa các con sông trên trái đất với các khe núi chứa đầy metan của Titan. Trái đất ấm và có đất đá với những dòng sông đầy nước, trong khi Titan lạnh và có băng với những dòng sông đầy metan. Các hợp chất hydrocarbon đã được phát hiện căn cứ vào những hình ảnh mà tàu vũ trụ Cassini chụp được trong chuyến bay vòng quanh Titan năm 2013. NASA nói rằng cách thức mà các khe núi hình thành trên Titan hoàn toàn tương tự như cách thức khe núi vĩ đại Grand Canyon được tạo thành trên trái đất, nơi đó các khối đá khổng lồ bị con sông Colorado bào mòn từ từ nhô lên khỏi mặt đất trong vài triệu năm. Ngoài trái đất, Titan chính là vật thể duy nhất trong hệ mặt trời được phát hiện thấy có chất lỏng chảy trên bề mặt. Cồn cát là địa hình chiếm ưu thế thứ hai trên Titan, bao phủ hơn 6 triệu km2, tương đương diện tích nước Mỹ. Do đó, sự hình thành của chúng có thể giúp các nhà khoa học hiểu sâu hơn về môi trường kỳ lạ của hành tinh bị mây che phủ này. Mặc dù giống về hình dạng, cồn cát trên Titan khổng lồ hơn nhiều so với cồn cát ở bán đảo Ả Rập hay Namibia trên trái đất. Chúng rộng trung bình từ 1 đến 2 km, dài hàng trăm km và cao khoảng gần 100 m. Tuy vậy, kích thước và khoảng cách khác nhau của chúng cho thấy môi trường chúng hình thành và phát triển. Mỗi mùa trên Titan kéo dài khoảng 7 năm. Do quỹ đạo hình elip của sao Thổ, nam bán cầu của Titan có mùa hè ngắn hơn nhưng lại nóng hơn nên độ ẩm thấp hơn. Hạt cát khô hơn dễ bị gió cuốn đi hình thành nên các cồn cát. Các nhà khoa học cho biết khởi đầu của mùa đông ở mặt trăng Titan là cực kỳ dữ dội và khắc nghiệt, dù đây cũng đã là khu vực đặc biệt lạnh trong hệ không gian. Trên thực tế, trong vòng một năm, bầu khí quyển trên tiểu hành tinh này phải lạnh đi ít nhất 50 độ C để có thể đạt đến mức nhiệt độ khắc nghiệt là âm 150 độ C.